Lúc này tại Vân Đỉnh, nơi hai đại cao thủ quyết tử chiến, Trần Cận Nam khéo léo dựa vào địa lợi nhiều ngày nắm bắt, nên trường kiếm lúc này đã công vào đỉnh môn của một nhĩ ma vô địch. Kiếm này tưởng rằng đắc thủ, nhưng vừa chạm tới thì không thể ấn sâu thêm, cùng lúc trên người một nhĩ ma khí kình thổ ra ào ạt như vân mây. Lão tử võ công cái thế, Diêm Vương còn phải sợ không dám tới gần thì sao dám thu ta vào địa ngục. Vừa nói, một nhĩ ma vô địch hất người thủ mạnh kinh lực quán tuyệt hất văng Trần Cận Nam ra xa. Thật là khó tin, bách hội là điểm yếu nhất trên cơ thể con người, hắn chỉ cần dựa vào nội lực mà đã khống chế được mũi kiếm của ta, thật quá khủng khiếp. Không chỉ có thế, mãnh chiêu ngũ ma lâm môn cũng đồng thời được một nhĩ ma vung ra chém xả vào ngang lưng của Trần Cận Nam. Nếu như hôm nay có người phải xuống địa ngục thì kẻ đó chỉ có thể là ngươi. Trần Cận Nam lâm nguy bất loạn vung kiếm đỡ chiêu, thân là đầu lĩnh trải qua trăm trận không lẽ bại bởi chiêu này cho được, mãnh chiêu đi qua hai người từ trên không đã cùng rơi xuống chạm đất. Kình lực quán tuyệt, chiêu thức bá đạo, những vết thương trên người Trần Cận Nam phải bung tứ máu tươi trông rất thảm, ngược lại một nhĩ ma không nhì mày thương tồn. Đủ bản lĩnh để chống lại ta thì ngươi có chết cũng vinh dự rồi. Nội lực không chỉ mạnh như bão mà âm tà cũng vậy, tà khí phảng phất như tương cổ vãng kim, tựa như những oan hồn trở về nhập vào thân thể hắn, cả người hắn tỏa ra đầy không khí chết chóc. Tuy nói tà công đáng sợ thì cũng chỉ như truyền thuyết uống thuốc độc giải sầu mà thôi. Một nhĩ ma dù không đoạt được mạng của Trần Cận Nam, nhưng hắn hiểu rất rõ những vết thương trên người của Trần Cận Nam là rất nghiêm trọng. Nghe Trần Cận Nam kiến giải, một nhĩ ma liền đáp: xem như là ngươi có chút hiểu biết. Đúng thế, công phu của ta cao hơn ba huynh đệ còn lại là do ta đã luyện thần công mạnh nhất trong trời đất, nó có tên là Âm Đan Ai Kinh. Không phải thần công mà là tà công, thiên hạ bất dung nhân thần công phẫn, nó là tà công âm tồn đãi độc nhất trên đời. Trần Cận Nam vừa nghe tên môn võ mà một nhĩ ma đã luyện thì bi phẫn hét lớn: Âm Đan Ai Kinh được sáng tạo bởi kỳ đạo huyền chân từ đầu đời Minh, đây là một môn đạo gia tâm pháp dĩ sát dục khí, dựa vào sự tàn sát không ngừng để gia tăng nội công, kẻ luyện nó giết người càng nhiều thì sát khí càng nặng, đi cùng là công lực ngày càng thâm hậu. Âm Đan Ai Kinh tuy hiệu quả nhanh chóng, uy lực khó võ công nào bì kịp, song phương pháp lợi mình hại người thì quả là thâm hiểm ác độc, nó khiến cho người trong giới võ lâm vô cùng căm phẫn. Hơn trăm năm trước, truyền của kỳ đạo huyền chân bị Hắc Bạch nhị đạo liên kết tấn công, đến khi không có đường lui thì rơi xuống vách núi vạn trượng, khiến thịt nát xương tan, ác giả khắc ác báo. Từ đó Âm Đan Ai Kinh tuyệt tích nhân gian, nó trở thành một trong những truyền thuyết trong giới võ lâm, nhưng không ngờ hôm nay lại cải chiều hoán đại. Loại võ học tà công này một lần nữa được xuất hiện trong tay một người Mãn Châu. Bị mỉa mai, một nhĩ ma vô địch không hề tỏ ra xấu hổ, thủng thẳng đáp: coi là tà công cũng được, thần công cũng được, ta không quan tâm. Ta chỉ cần biết rằng loại võ công này có thể giúp ta trở thành thiên hạ vô địch thì đó là hảo võ công. Rốt cuộc ta đã rõ vì sao ngươi lại giết nhiều người như vậy. Ngươi vui vì việc chỉ vì một chút hư danh vô địch mà máu tanh đầy tay, sát nghiệp đầy người, nhân tính lương tri của ngươi để ở đâu? Nhân tính ư, lương tri ư, ngươi thử đoán xem sau khi luyện Âm Đan Ai Kinh, kẻ đầu tiên bỏ mạng dưới tay của ta là ai? Vừa hỏi, một nhĩ ma vừa rút đao lên khỏi mặt đất, tà khí quấn đầy. Một đao như bi như phẫn đồng thời chém xuống cùng câu trả lời: người đó chính là cha ta. Người lại đoán xem người thứ hai là ai? Vừa hỏi đao lại nhấn mạnh xuống, khiến nền đất dưới chân Trần Cận Nam nứt toác ra. Một nhĩ ma chuyển thế đao chém ngang cùng câu trả lời: đó chính là mẹ ta. Dốc hết sức lực xuất chiêu khiến sát lục trên tay một nhĩ ma tăng lên gấp bội, Trần Cận Nam liên tục trúng chiêu không đường chống đỡ, toàn thân anh ta trượt dài vô lực trên mặt đất, thân thể như bị vò nát, bi thảm vô cùng. Tên ta là vô địch, có thể thấy khi ta sinh ra đã được định mệnh an bài phải trở thành vô địch, vì hai chữ này ta phải trả bằng mọi giá, ngươi rõ chưa? Hừ, công lực đáng sợ thật, tuổi cũng chỉ sấp xỉ nhau, sao có thể tin võ công hắn luyện được đã mạnh hơn ta gấp bội. Kiếm trong tay Cận Nam bỗng phát ra tiếng gãy vỡ. Ôi, kiếm quốc mà tính ra ban cho ta. Bội kiếm mà Trần Cận Nam sử dụng có khắc một chữ Trịnh, thanh kiếm này vốn là của Trịnh Thành Công ngày đó ban cho anh ta. Tuy không là thần khí chém sắt như chém bùn nhưng cũng qua ngàn lần gọt rũa, nên cũng đã là một thanh kiếm quý. Cố chủ về trời, thế vật nhớ người, vì thế Trần Cận Nam quý kiếm như tính mạng, không bao giờ rời xa nửa bước, nhưng đâu ngờ lúc này kiếm đã bị một nhĩ ma vô địch chém gãy, thật là không may. Đang lúc suy tư nhớ về cố nhân thì một nhĩ ma vô địch đã từ từ tiến tới. Thanh kiếm đáng ghét của nhà ngươi đã từng nhuốm máu ba huynh đệ của ta, nó bị trừng phạt như thế có gì mà đáng phải ngạc nhiên. Buồn vì một vật hèn như thế, chi bằng tranh thủ thời gian tính toán cho mình đi, xem rốt cuộc cuối cùng ngươi sẽ phải chết thảm ra sao. Âm khí dày đặc quấn lấy một nhĩ mã vô địch, gương mặt hắn tối sầm nhưng hai con mắt lại như hai đống lửa tà dị hãi người.
Lúc này tại tầm điện trong hoàng cung tình hình cũng căng thẳng không kém, tại bậc thềm một người đang quỳ xin cầu kiến. Hoàng thượng vạn phúc, thần Ngao Bái xin được cầu kiến. Khang Hy dày mưu bố trí sát cục quyết ý trừ khử cho được Ngao Bái, tình thế lúc này gấp gáp đã không để cho Vi Tiểu Bảo có cơ hội rời bước. Bọn thái giám kia chỉ biết là ta buồn chán cần tìm một võ quan tới giao đấu với bọn chúng để ta giải khuây, bọn chúng không hề biết bên trong có ý đồ khác, vì thế ngươi cũng phải giả ngây giả ngô biết không. Vừa nói thầm giận dò hoàng thượng vừa dúi vào tay Vi Tiểu Bảo thanh đoàn giao. Vì sợ thái độ của bọn chúng có thể để lộ tẩy kế hoạch, tiểu huyền tử đã không nói rõ kế hoạch, tuổi cũng ngang bằng nhưng hắn cẩn thận hơn ta nhiều. Dù trong lòng lo sợ nhưng thấy hoàng thượng sắp đặt chu toàn Vi Tiểu Bảo cũng thầm thán phục. Ngao thiếu bảo ông vào đi. Ngao Bái như thường ngày khi ra vào hoàng cung thì không chút lo sợ nghi ngại gì tiến vào hành lễ. Thần Ngao Bái yết kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngao thiếu bảo đến thật đúng lúc, ta tự mình tuyển chọn ra 8 tiểu thái giám tư chất bất tục để cùng ta luyện môn đấu vật. Ngươi là đệ nhất dũng sĩ của Mãn Châu ta, ngươi có thể thay ta chỉ dạy bọn chúng vài chiêu không? Hoàng thượng có nhã hứng thần đương nhiên dốc hết sức phục vụ. Hàm chơi, trẻ con rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, hừ. Thấy hoàng thượng nói thế bên ngoài Ngao Bái tiếp chỉ nhưng trong lòng tỏ ra coi thường bất phục. Truyền cho bọn chúng vào, rồi dặn bọn thị vệ bên ngoài đi nghỉ. Không nghe hiệu triệu không được vào làm phiền ta luyện võ nghe chưa? Tiểu Bảo đi ngang không quên chọc giận Ngao Bái. Hừm, chó cậy gần chủ, cứ đợi xem một ngày nào đó ta sẽ bẻ gãy chân chó của nhà ngươi. Ngao thiếu bảo, ngươi khuyên ta không nên đọc sách của người Hán, lời này của ngươi ta càng ngẫm càng đúng, chúng ta tới thư phòng chơi đấu vật thì tốt hơn, nhưng đừng để thái hậu nghe thấy nếu không người lại bắt ta đọc sách. Đúng, ý này của hoàng thượng thật cao minh, sách vở của người Hán chúng ta càng ít đọc càng tốt. Luyện võ cường thân mới là công việc nên làm của nam tử. Ngao Bái vốn xuất thân võ tướng vì vậy ít chương nghĩa, lại cộng thêm khinh miệt Hán tộc vì thế luôn phản đối việc Khang Hy nghiên cứu đạo lý của người Hán. Thấy hoàng đế cuối cùng cũng chịu thay đổi thì lòng thấy vui mừng lắm, nhưng đâu ngờ đã tự mình sa vào cạm bẫy, đại nạn tới gần. Thoáng chốc người đã tới đủ Vi Tiểu Bảo liền đóng kín cửa lại. Bọn thị vệ cảm tạ ơn đức của hoàng thượng đều đã lui cả rồi à, nghe vậy hoàng thượng liền lên tiếng. Được. Chúng ta bắt đầu chơi trò chơi của chúng ta. Đám tiểu thái giám ta khổ luyện bao lâu cũng không biết rốt cuộc tiến bộ được bao nhiêu, cho nên hôm nay chấm mời cao thủ trong chiều tới, ông ấy sẽ khảo chứng thực lực của các ngươi. Nếu có thể quật ngã được Ngao thiếu bảo thì mỗi người sẽ được thưởng một đỉnh vàng. Nhưng nếu 8 người mà không thắng được một người khiến chấm mất mặt thì tất cả sẽ bị chém đầu. Dứt lời tách trà liền được hoàng thượng ném đi làm hiệu, câu nói của hoàng thượng khiến Ngao Bái bất chợt tỏ ý hoài nghi. Chỉ là trò chơi con trẻ sao lại phải chém đầu nghiêm trọng như vậy. Chén trà vỡ toang cũng là lúc 8 người đồng loạt lao vào Ngao Bái. Chính lúc Ngao Bái như trong giấc mộng kinh ngạc, nghi hoặc đan xen, 8 tên giả tiểu thái giám được lệnh đã xông lên giữ chặt lấy hắn. Để tránh bị mất đầu, tất cả đều dốc sức liều mạng thì sẽ quật ngã kẻ mạnh như núi Thái Sơn này. Con rùa Vi Tiểu Bảo ơi, lần này so với tiểu huyền tử thì còn lại gì, võ công không bằng hắn, mưu, trí, dũng cũng không bằng hắn. Ngươi thật đáng chết. Dù run như cầy sấy vì tình hình trước mắt nhưng lúc này Tiểu Bảo bỗng cảm thấy hổ thẹn với người hắn coi là bạn đồng trang lứa. Lúc này Ngao Bái cũng lờ mờ nhận ra chuyện này thực sự không tầm thường mà có ẩn chứa nguy cơ. Ta hiểu rồi, thử công phu gì đó chỉ là nói láo, tiểu hoàng đế thực ra là có mục đích khác, hắn muốn nhân cơ hội chút giận để hạ thấp uy phong của lão già này. Ha ha, danh sư nhưng đồ đệ tồi, bản lĩnh của đám tay chân hoàng thượng cũng không thể giúp được gì đâu. Một cái hất người thủ kình của Ngao Bái đã hất văng đám thái giám giả ra xa. Hoàng thượng nhìn thấy vậy trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho mày. Ôi, hợp lực của 8 người mà vẫn không khống chế được hắn ta, lão bỉ phu này quả nhiên lợi hại. Cuộc tỉ thí vừa mới bắt đầu, đệ tử mà chấm đắc ý nhất vẫn chưa ra tay. Lời đánh giá của Ngao thiếu bảo e rằng là quá sớm đó. Hoàng thượng còn có một đồ đệ, vậy hắn ở đâu? Câu hỏi chưa dứt thì một bóng người đã âm thầm lao đến. Ở đây này đồ ngốc. Hãy nếm đòn trung cổ tề minh của ta đi. Đánh lén lão phu, người muốn chết hả? Bị tập kích bất ngờ Ngao Bái tức giận thét lớn. Đánh lén vốn là điểm mạnh của Vi Tiểu Bảo, nhưng hắn đâu ngờ lên núi nhiều thì có ngày gặp hổ. Chỉ dựa vào chiêu thức tầm thường này tấn công Ngao Bái một kẻ dũng mãnh thiện chiến thần lực bẩm sinh thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Ôi, bà cố nội ơi, đầu của lão giáp ngư này không lẽ nào lại làm bằng sắt? Ngực cũng đau tay cũng đau, không lẽ trộm gà chẳng được lại còn mất thóc sao? Chiêu mà ngươi sử dụng không phải là công phu đấu vật, hừ. Thấy kẻ xuất chiêu sai với quy tắc mà lại là tên tiểu thái giám ngứa mắt đã lâu, Ngao Bái nộ khí xông thiên xúc thế một quyền đoạt mạng. Bất ngờ có tiếng gọi của hoàng đế,
Tiểu Quế Tử, nghe thấy tiếng của hoàng đế, chiêu thức của Ngao Bái đột ngột dừng lại, ông ta buộc lòng phải có suy tính. Tiểu Oa Oa rốt cuộc lại là idol của hoàng thượng sao? Vuốt mặt phải nể mũi, không thể đập chết hắn tại chỗ này được. Vì Tiểu Bảo vừa ngưng tim vì sợ nay được một lời tương cứu đã lập tức hoàn hồn la lớn. Bắt lấy hắn, mọi người mau hợp lực vật ngã hắn. Hừ, vừa rồi suýt nữa đi đời, hắn vừa muốn nhân cơ hội đó giết ta, lão giáp ngư ngươi thật hiểm độc. Một quyền thu lại của Ngao Bái không làm Tiểu Bảo động tâm mà còn làm cho y thêm thâm thù ông ta. Hữu thủ bất báo phi quân tử, có cơ hội mà không tận dụng không phải hào hán, ta quyết phải liều mạng với hắn. Nghĩ rồi Vi Tiểu Bảo rút đoàn đao lao lên, trong lúc Ngao Bái phân tâm đối phó đám thái giám giả, một chiêu đắc thủ đã đâm xuyên vào lưng của ông ta. Ngao Bái chấn kinh kinh ngạc vô cùng, dù có nằm mơ ông ta cũng không nghĩ là có ngày này, giận dữ quyền liền quét ngang, nhưng Tiểu Bảo đã nhanh chân đào tàu. Âm tàng đao thủ, tiểu tử thối đã sớm bày mưu giết lão phu, ta phải giết ngươi. Mẹ ơi, đã trúng một đao mà vẫn long tinh hổ mãnh, tên này đánh không chết được sao? Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn, Vi Tiểu Bảo tuy đã ám sát được nhưng đao chiêu hoàng hốt nên Ngao Bái chưa bị thương nặng, trái lại còn gây tức giận cho con mãnh hổ. Ông ta vung quyền truy sát, Tiểu Bảo né tránh lăn tròn trên mặt đất. Nhưng vết thương đã khiến ông ta choáng váng, chiêu thức uy mãnh nhưng không còn chính xác nên Tiểu Bảo vẫn toàn mạng. Đau đớn bất lực lúc này Ngao Bái mới nhận thức được ra kế hoạch này. Hừ, thì ra là vậy, Ngao Bái ơi là Ngao Bái, ngươi thật là quá ngu ngốc mà. Ngao Bái căm phẫn hướng ánh mắt đầy thù hận về phía Khang Hy. Hôm nay cái bầy sắt cục này để muốn lấy mạng ta không phải tên chó chết này mà là ngươi. Sắc mặt hoàng đế lúc này căng thẳng cực độ, đao mà Vi Tiểu Bảo đã đâm lút cán nhưng không thể quật ngã ông ta được ngay, danh hiệu mãnh tướng của Ngao Bái quả là không ngoa chút nào. Đồ khốn kiếp, uổng công của lão phu một đời trung thành, một lòng một dạ vì mãn thanh này nam chinh bắc phạt vào sinh ra tử. Người này lấy oan báo ân, dùng thủ đoạn bị ổi ép bức trung thần đi vào chỗ chết. Ái tân giác La Huyền Diệp có mới nơi cũ, lương tâm của người đã bị dã cầu ăn mất rồi. Ngao Bái chửi xong, Khang Hy cũng không chịu thua liền đứng lên thoá mạ. Ngao Bái người hống hách tự cao, cậy quyền cậy thế thiết quyền lộng quốc. Chấm hôm nay trừ khử nhà người đều là vì bách tính xã tắc, ta không có gì hổ thẹn với đất trời. Nhìn thấy Ngao Bái lao về phía hoàng thượng, Vi Tiểu Bảo lập tức thét lớn. Mau hộ giá, nếu hoàng thượng mất một sợi tóc thì các ngươi mất đầu, tất cả mau xông lên. Thấy tình hình mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, tám tên thái giám giả đã biết có nội tình khác, nhưng vì đã cưỡi lên lưng hổ nên không có lựa chọn đành lao lên hộ giá. Nhưng Ngao Bái nào đã chết đâu, ông ta vẫn còn thở, có nghĩa vẫn là võ sĩ đệ nhất đất Mãn Châu này. Được, cả lũ hôm nay các ngươi sẽ được cùng chết. Lúc này Ngao Bái như hổ dữ bị thương ra tay không chút nương tình, tay ông ta vung ra ắt có mạng vong. Ngao Bái nộ khí tức giận vô cùng, ra tay thủ ác một chút không lưu. Bọn thái giám giả tuy đều là võ sĩ thiếu niên được huấn luyện kỹ càng, song đối đầu với Ngao Bái thì cũng như cừu chạy vào miệng hồ. Nhìn thấy tình hình thất thế, Vi Tiểu Bảo tim đập như muốn nổ tung. Chết rồi chết rồi, đám thái giám kỳ binh của Tiểu Huyền Tử toàn là đồ vô dụng. Hôm nay ngoài tên gian thần lão giáp ngư ra, sợ rằng mọi người ở đây đều khó mà thoát khỏi kiếp số. Xong rồi, thôi thì 36 chiêu. Nghĩ đến đây bỗng suy nghĩ của Vi Tiểu Bảo đột ngột đổi chiều. Không, huynh ấy tín nhiệm mới giao trọng trách cho ta, đặt tính mạng mình vào tay ta, trong lúc sinh tử này sao ta có thể bỏ rơi người bạn tốt này. Tiếng la hét đau đớn vì chúng phải sát chiêu của tám tên thái giám giả làm không khí trong thư phòng hết sức bi thống. Ha ha, đám tiểu cầu cản đường đã chết hết rồi, vạn thế gia của ta, đến lượt ngươi chịu sự trừng phạt. Ngao Bái sau khi triệt hạ hết chướng ngại thì lao lên hướng long sàng. Dù lo lắng nhưng Khang Hy lập tức hất văng chiếc bàn cản lại thế tới hung mãnh của Ngao Bái. Nhưng một chiếc bàn thì làm sao mà cản nổi ông ta, một quyền cương mãnh đánh ra chiếc bàn đã bị xé toạc làm hai. Quân bức thần phản, thần không thể không phản, ngai vàng này đành để cho ta ngồi thôi. Nhìn thấy bạn rơi vào hiểm cảnh, Vi Tiểu Bảo hốt hoảng hét lớn, Tiểu Huyền Tử. Lúc này tại Từ Cấm Thành hoàng hôn tuy đẹp nhưng tan biến rất nhanh, dù ta có lưu luyến bóng chiều cũng không có cách gì níu lại được một khắc. Cuộc đời Trần Cận Nam có như dáng chiều lặn xuống, nhanh chóng đi tới tận cùng rồi sao? Nhưng đáp án khiến người ta có chút bất ngờ. Trên người dù đã thêm nhiều vết thương, máu tứa ra không ngừng, song ông vẫn vững tin mình không thể chết. Một trong những nguyên nhân là trời đã tối dần, khi đó tầm nhìn của địch thủ sẽ giảm đi, Trần Cận Nam lại thông tỏ môi trường xung quanh nên sẽ không chịu ảnh hưởng gì nhiều. Trong lúc bên được bên mất thì thực lực của một nhĩ mã thực sự vẫn cao hơn một bậc. Ha ha! Âm thanh của tiếng đao cắt da cắt thịt ta nghe không biết bao nhiêu lần, song âm thanh này vốn phát ra trên thân thể ngươi sao nghe thú vị vui tai lạ thường. Nguyên nhân trận chiến này kéo dài là do một nhĩ ma vô địch lòng đầy thù hận,
hắn muốn hành hạ đối thủ nên không để cho Trần Cận Nam chết quá nhanh. Đao chiêu chém xả tới Trần Cận Nam tránh đỡ khó khăn. Tình thế càng bất lợi thì càng phải bình tĩnh, không thể đấu sức thì ta phải dùng trí. Trên đời này đã không có võ công vô địch thật thì cũng không thể có người hoàn mỹ, mạnh như một nhĩ ma vô địch cũng không phải ngoại lệ, nhưng nhược điểm của hắn là gì? Dường như ta đã nhớ ra một số manh mối, song lại mơ hồ mù mịt, không có giới hạn là gì, thật là khốn kiếp. Thoáng chốt phân tâm suy nghĩ, một nhĩ ma vô địch đã nhảy ngược ra trước mặt Trần Cạn Nam, đao chiêu từ trên cao xung thế bổ xuống. Muốn rút lui ư, chưa được đâu, ta còn nợ 9.983 đao mới hết nợ, tha cho ngươi một con đường sống thì có lợi gì đâu. Ha ha, Trần Cận Nam số ngươi đã tận rồi. Đao kình chẻ cả tường của Vạn Lý Trường Thành bổ xuống đầu của Trần Cận Nam, trên tay Trần Cận Nam bây giờ đây là đoàn kiếm. Đao thế của một nhĩ ma áp bức khiến kiếm trên tay của Trần Cận Nam nóng lên đỏ rực, phút chốc đã đè Trần Cận Nam tiếp đất. Tìm được gì, địch mạnh ta yếu. Trong thời khắc binh hung chiến nguy, Trần Cận Nam bỗng vui hẳn lên, bởi vì dựa vào ánh sáng tóe lên từ đống lửa trong mắt anh ta cuối cùng cũng đã tìm ra một tia hy vọng, một tia hy vọng cuối cùng. Ta tìm ra rồi. To be continued.